Xin chào quý vị các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách là xử lý lỗi là không nhận thẻ nhớ và hay không xem lại được chiếc camera khi chúng ta mua camera mới hay cắm thẻ nhớ mà vẫn không xem lại được. Chúng ta bấm vào lục giác chiếc camera, các bạn cần một xử lý và các bạn bấm vào trạng thái lưu trữ nhưng không thấy có thẻ nhớ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn khắc phục lỗi này. Thì các bạn kiểm tra giúp mình. Đây, mình kiểm tra này. Kiểm tra xem là chúng ta cắm thẻ nhớ đúng chưa. Đây, chúng ta kiểm tra lại thẻ nhớ cắm đúng chưa này. Các bạn kiểm tra xem là cái thẻ nhớ, cái phần khuyết nó ở bên tay trái và phần đồng nó ở bên tay phía trên. Đã thẻ nhớ đã cắm đã vào hẳn bên trong chưa? Đây, các bạn kiểm tra kỹ giúp mình, và điện thì camera vẫn vào rồi đúng không? Thì kiểm tra kỹ là thẻ nhớ đã ấn vào bên trong chưa này. Thứ hai là các bạn hãy kiểm tra phần cái hình ảnh phần khuyết của chiếc thẻ nhớ. Đấy, bây giờ chúng ta rút điện ra cho thử xem tình trạng có xử lý được không. Rút điện của camera này. Đấy, rút điện ra sau các bạn hãy bây giờ đây. Bây giờ mình sẽ cắm lại điện cho chiếc camera. Đấy, chúng ta rút điện ra rồi này. Cắm điện này. Và chúng ta hãy đợi cái chiếc camera khởi động xong. Và chúng ta vào lại thử phần mềm. Đấy. Và phần mềm chúng ta bách ra. Và đây là chúng ta vào phần lục giác trên cùng bên tay phải và chúng ta bấm vào phần trạng thái lưu trữ. Vẫn không có thẻ nhớ các bạn nhé. Bây giờ chúng ta hãy bách ra và chúng ta bấm vào phần tiếp theo là các bạn bấm vào thằng người trên cùng bên tay trái và các bạn bấm đăng xuất phần mềm. Và chúng ta đăng xuất xong. Tài khoản ra và sau chúng ta đăng nhập lại. Đấy, chiếc thẻ nhớ đã nhận quý nhé. Và nó sẽ thông báo thì quý ra bấm vào phần định dạng. Và chúng ta bấm định dạng, bấm OK. Và các bạn hãy đợi chiếc thẻ nhớ này format 100% mới thành công. Quý các bạn nhé. Và chúng ta hãy phải đợi để chiếc thẻ nhớ khởi tạo hoàn toàn để tránh cái tình trạng lỗi và trong quá trình lưu trữ. 26% rồi. Trong khi format xong thì quý vị các bạn hãy kiểm tra lại một lần nữa xem là các dữ liệu của chiếc camera đã lưu được vào thẻ nhớ chưa quý nhé. Đây 448. Và quý vị các bạn thấy đang theo dõi video thấy hay và bổ ích thì quý vị các bạn hãy bấm like và chia sẻ giúp mình. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video bổ ích hơn. Và quý vị các bạn cần tư vấn thêm sản phẩm thì hãy liên hệ với mình ở số điện thoại của mình để bên dưới. Đây 88% rồi. Quý vị các bạn hãy xem hết video để chúng ta thực hiện được thành công trong quá trình là chúng ta khắc phục lỗi không nhận thẻ nhớ của chiếc camera Zenbit C6N cũng nhé, hay là các camera khác. Các bạn nghiêng điện thoại lại và các bạn bấm vào cái phần chiếc camera các bạn muốn xem lại, các bạn bấm vào mục thẻ nhớ. Và các bạn lựa chọn xem có video chưa. Như thế này đã thành công quý nhá. Xin chân thành cảm ơn quý các bạn. Hẹn quý các bạn.